Cô chào các em. Cô giới thiệu, cô tên là Phan Thị Mỹ, là giáo viên trường tiểu học Bình Điền, thị xã Hương Trà, thừa Thiên Huế. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Tiết trước, các em đã học âm pơ và âm phơ. Hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các em hai âm mới, đó là âm quơ và âm rơ. Các em hãy giữ sách ra cho cô trang 46 và 47, bài 24. Quơ rơ và quan sát lên màn hình. Cô giới thiệu đấy là âm quơ. Các em nghe cô phát âm quơ quơ quơ. Các em cùng phát âm lại nào. Cô giới thiệu đấy là quơ in thường và đấy là quơ viết thường và đấy là quơ in hoa. Các em cùng nhắc lại. Quờ in thường, quờ việc thường, quờ in hoa. Đấy là âm r. Các em nghe cô phát âm r, r, r. Các em phát âm lại nào. Cô giới thiệu đấy là r in thường và đấy là r việc thường, còn đấy là r in hoa. Các em cùng nhắc lại nào. R in thường, R viết thường, R in hoa. Các em quan sát vào màn hình. Nhìn vào hình và cho cô biết đấy là quả gì? À đúng rồi, đấy là quả lê để các em ạ. Quả lê có màu vàng, ăn có vị ngọt và mát. Cùng nhắc lại nào. Quả lê. Cho cô biết, trong từ quả lê, tiếng nào có chứa âm quơ chúng ta đang học? À, đúng rồi, tiếng quả có chứa âm quơ chúng ta đang học. Phân tích tiếng quả nào? Tiếng quả có âm quơ đứng trước, âm A đứng sau, dấu hỏi đặt trên đầu âm A. Các em cùng đánh vần theo cô. Quơ A qua hỏi quả. L e lê, quả lê. Các em đánh vần lại nào. Cùng đọc trớn. Quả lê, quả lê. Các em đọc lại nào. Quan sát vào hình tiếp theo và cho cô biết đấy là gì. À đúng rồi, đấy là rổ cá. Các em cùng nhắc lại. Rổ cá. Trong từ rổ cá, tiếng nào có chữ âm r chúng ta đang học? À, đúng rồi, tiếng rổ có chữ âm r chúng ta đang học. Phân tích tiếng rổ. Tiếng rổ có âm r đứng trước, âm o đứng sau, dấu hỏi đặt trên đầu âm o. Cùng đánh vần theo cô. R o rô hỏi rổ, cờ a ca sắc cá, rổ cá. Các em cùng đánh vần lại nào. Cùng đọc trớn. Rổ cá. Rổ cá. Các em cùng đọc lại. Cùng đọc lại cho cô. Quờ a qua hỏi quả. L e lê. Quả lê. R o rô hỏi rổ. Cờ a ca sắc cá. Rổ cá. Các em vừa làm quen với âm quờ và âm r, hai từ mới đó là quả lê và rổ cá. Bây giờ hãy lấy bảng cài của mình ra và cài cho cô một từ rổ cá và một từ quả lê vào bảng cài của các em nhé. Cùng kiểm tra xem nào. Các em đã cài dụng về cô chưa nào? À, cô tin rằng các em đã làm rất tốt rồi đấy. Cô trò chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Tiếng nào có âm quơ? Tiếng nào có âm rơ? Ở đây cô có 6 hình. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Mỗi hình sẽ tương ứng với một từ ứng dụng. Bây giờ cho cô biết hình 1 là gì? À, đấy là con cá quạ. Ở Huế mình gọi là con cá trầu, cá lóc đấy các em ạ. Đây là một loài cá sống ở nước ngọt. Nhắc lại công cố, cá quạ. Hình thứ 2, đây là gì nào? À, đây là cái rã, hay còn gọi là cái rồ. Nhắc lại nào, rã. Hình thứ 3, các em có biết đây là gì không? À, đây là quế. Quế là một loài cây thân gỗ, có vỏ rất thơm, dùng để làm trầm và hương đấy. Hình thứ 4, đấy là con gì nào? À, đây là con quạ đấy. Cùng nhắc lại với cô, quạ. Hình thứ 5, đây là gì nào? À, đây là rễ cây. Các em cùng nhắc lại, rễ. Và hình thứ 6, đây là con gì nào? À, đây là con gà. Con gà này gọi là gà ri. Để các em ạ, gà ri là một loài gà chân nhỏ, có thịt rất chắc, ăn rất ngon. Các em nhắc lại nào, gà ri. Cùng đọc lại với cô, cá quạ, rã, quế, quạ, rễ, gà ri. Bây giờ nhiệm vụ của các em, hãy tìm cho cô tiếng nào có âm quơ, tiếng nào có âm rơ. Các em hãy lấy bút chì của mình ra và hãy gạch cho cô, gạch chân cho cô một gạch ở tiếng có âm quơ và tiếng có âm rơ. Các em sẽ gạch chân cho cô hai gạch. Các em hãy cùng quan sát cô sẽ làm mẫu nhé. Hình thứ nhất, cá quạ. Tiếng quạ có âm gì đấy? Tiếng quạ có âm quơ, cô sẽ gạch chân một gạch đấy. Và hình thứ hai, rã. Rã có âm gì nào? À, rã có âm rơ, cô sẽ gạch chân hai gạch đấy. Các em hãy làm tiếp cho cô các hình 3, 4, 5 và 6 nhé. Cô trò chúng ta cùng kiểm tra nào. Hình thứ 3, quế. Quế có âm gì? À, quế có âm quơ, chúng ta gạch chân một gạch nào. Hình thứ 4, quạ. Quạ có âm gì nào? À, quạ cũng có âm quơ. Hình thứ 5, rễ. Rễ có âm gì các em? À, đúng rồi, rễ có âm rơ, chúng ta gạch chân hai gạch. Và hình thứ 6, gà ri. Tiếng ri có âm gì? À, đúng rồi, tiếng ri cũng có âm rơ, chúng ta gạch chân hai gạch nào. Như vậy, cô trò chúng ta đã tìm ra tiếng có âm quơ và âm rơ rồi đấy. Các em hãy đọc to cho cô tiếng có âm quơ nào. Cô trò chúng ta cùng đọc nhé. Quạ, quế, quạ. Đó là những tiếng có âm quơ. Bây giờ hãy tìm thêm cho cô các tiếng ngoài bài có âm quơ nữa nào. À, cô ví dụ như đó là tiếng quê, tiếng qua, tiếng quý. Đó là những tiếng có âm quơ. Bây giờ đọc to cho cô những tiếng có âm rơ ở trong bài nào. Cô trò chúng ta cùng đọc nhé. Rã, rễ, ri. Tìm thêm cho cô những tiếng ngoài bài có âm rơ nào. À, cô ví dụ như đó là tiếng ra, tiếng rao, tiếng reo. Đó là những tiếng ngoài bài có âm rơ. Các em hãy cùng tìm thêm nhé. Các em đã làm quen tốt âm quơ và âm rơ rồi đấy. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ sang phần tập đọc. Trước khi sang phần tập đọc, cô trò chúng ta cùng nghỉ giải lao ít phút nhé. À, à, ơi.
giờ các em hãy quan sát vào màn hình và cho cô biết trong hình gồm có những ai? À, trong hình gồm có ba này, hai bạn nhỏ và có mẹ. Những người trong hình đang làm gì đó? Bây giờ hãy cho cô biết ba đang làm gì? À, đúng rồi, ba đang cho hai bạn nhỏ những món quà. Vậy để biết những món quà mà ba cho hai bạn nhỏ là quà gì? Thì bây giờ cô trò chúng ta hãy cùng nhau đi vào đọc bài tập đọc Quà Quê nhé. Các em hãy lắng nghe cô đọc bài. Quà quê. Quế có bà ở quê. Khi bà ra phố, cả nhà có quà. Quà là rổ khế, rổ mơ, cá rô, cá quả, có khi là cô gà ri. Khi đọc bài tập đọc này, các em cần chú ý cho cô những từ ngữ sau đây. Đó là quế, quà, rổ khế, rổ mơ, cá rô, cá quả, gà ri. Các em cùng đọc lại với cô nào. Quế, quà, rổ khế, rổ mơ, cá rô, cá quả, gà ri. Đó là những từ mà các em dễ đọc sai. Khi đọc các em cần chú ý cho cô nhé. Bây giờ hãy cho cô biết bài tập đọc này gồm có mấy câu? À, bài tập đọc này gồm có 4 câu. Và đấy là câu 1, quế có bà ở quê. Câu 2 là từ khi bà ra phố, yến có quà. Câu 3, quà là rổ khế, yến cả quả. Và câu thứ 4 là câu còn lại, có khi là cô gà ri. Bây giờ các em hãy luyện đọc từng câu một cho cô nhé. Các em cùng đọc với cô. Câu 1 các em đọc luôn cả tên đề bài. Quà quê. Quế có bà ở quê. Chúng ta đọc tiếp câu 2. Khi bà ra phố, cả nhà có quà. Cùng đọc tiếp câu 3 với cô nào. Quà là rổ khế, rổ mơ, cá rô, cá quả. Và đọc tiếp câu 4 nhé. Có khi là cô gà ri. Các em cùng đọc lại nào. Các em đã luyện đọc từng câu bài tập đọc Quà Quê. Bây giờ cô trò chúng ta cùng đọc lại bài. Chúng ta sẽ đọc lại toàn bài, bài tập đọc Quà Quê. Cùng đọc với cô nhé. Quà quê. Quế có bà ở quê. Khi bà ra phố, cả nhà có quà. Quà là rổ khế, rổ mơ, cá rô, cá quả, có khi là cô gà ri. Các em cùng đọc lại bài. Các em đã đọc tốt rồi đấy. Bây giờ các em hãy dựa vào bài tập đọc mà chúng ta vừa đọc xong để trả lời câu hỏi cho cô nhé. Bây giờ hãy nhìn lên màn hình, quan sát cho cô, cho cô biết những loại quà ở có trong màn hình này và các con vật ở có ở trong màn hình này nào. Đấy là quà gì nào? À, đây là quà khế. Còn đấy là quả mơ
do nó giống như quả táo. Khi sống nó màu xanh và chín có màu vàng và có vị rất là chua. Còn đấy là con cá gì nào? À, đây là cá rô, một loài cá cũng sống ở nước ngọt. Và đấy là con gì nào? À, con gà, đây gọi là con gà ri. Và đấy là con cá gì nào? À, đúng rồi, đấy là quả quả, cá lóc. Bây giờ, hãy cho cô biết, ba cho nhà quế những món quà gì? Ở đây gồm có những món quà. Bây giờ, ba sẽ cho những món quà gì nào? Các em hãy dựa vào bài tập đọc mình vừa đọc xong và cho cô biết. Ba có cho khế không? À, có, đúng rồi, ba có cho khế, qua la rổ khế. Có mơ không nào? À, có mơ nữa đấy, rổ mơ. Có cá rô không? À, có cá rô nữa. Có gà ri không nào? À, cũng có gà ri nữa đó. Và có cá quạ không? À, cũng có cá quạ nữa. Đấy là những món quà mà ba cho nhà quế đấy. Những món quà quê rất là ngon. Quà quê là những món quà mà người nông dân tự làm ra dùng để cho hoặc tặng, là những món quà rất là an toàn và sạch sẽ. Các em cùng đọc lại với cô nào. Khế, mơ, cá rô, gà ri, cá quả. Cô trò chúng ta cùng đọc lại bài học ngày hôm nay nhé. Các em cùng đọc với cô. Quờ, rờ, quả lê, rổ cá, cá quả, rã, quế, quả, rễ, gà ri, quả quê. Quế có bà ở quê, khi bà ra phố, cả nhà có quà. Quà là rổ khế, rổ mơ, cá rô, cá quả, có khi là cô gà ri. Quờ, quả lê, rờ, rổ cá. Các em đã học tốt phần luyện đọc rồi đấy. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ sang phần luyện viết nhé. Hôm nay chúng ta sẽ luyện viết chữ quờ, quả lê, rờ, rổ cá. Các em hãy quan sát lên màn hình. Cô sẽ hướng dẫn các em cách viết các chữ này. Chữ R có một nét thẳng xiên, một nét thắt và một nét móc hai đầu. Chúng ta sẽ đặt bút ở đường kẻ thứ nhất, viết một nét thẳng xiên lên đến đường kẻ thứ ba, chuyển hướng ngòi bút sang bên trái, viết một nét thắt tạo thành vòng xoắn, rồi viết tiếp một nét móc hai đầu và kết thúc ở đường kẻ thứ hai. Đấy là cách viết chữ R. Rổ cá. Để viết được chữ rổ cá, chúng ta sẽ viết chữ rổ trước, chữ cá sau. Chữ rổ chúng ta sẽ viết chữ R trước, rồi viết chữ O chạm vào điểm kết thúc của chữ R và dấu hỏi đặt trên chữ O. Khoảng cách giữa chữ rổ và chữ cá bằng một con chữ O. Chữ cá chúng ta sẽ viết chữ cơ trước, rồi viết chữ A chạm vào điểm kết thúc của con chữ cơ và dấu sắc đặt trên chữ A. Chữ quờ gồm có một nét cong kín, một nét thẳng đứng, một nét hất và hai nét móc ngược. Cách viết như sau. Chúng ta sẽ đặt bút dưới đường kẻ thứ ba, viết một nét cong kín chạm vào điểm đặt bút đầu tiên, rồi lia bút lên đường kẻ thứ ba, viết một nét thẳng đứng 4 ô ly, rồi lia bút lên đặt dưới đường kẻ thứ hai, viết một nét hất dưới đường kẻ thứ ba,
Rồi lia bút lên đường kẻ thứ ba, viết một nét móc ngược. Các em chú ý nét móc ngược đầu tiên này có độ rộng hơn một ô ly. Đưa lên đến dưới đường kẻ thứ ba. Rồi lia bút lên đường kẻ thứ ba, viết tiếp một nét móc ngược thứ hai và kết thúc ở đường kẻ thứ hai. Chữ quả lê, chúng ta sẽ viết chữ quả trước, chữ lê sau. Chữ quả, chúng ta sẽ viết chữ quờ. Sau đó chúng ta sẽ viết chữ A chạm vào điểm kết thúc của chữ Q và dấu hỏi đặt trên chữ A. Rồi viết tính khoảng cách giữa chữ quả và chữ lê bằng cũng bằng một con chữ O. Chữ lê chúng ta sẽ viết chữ L trước rồi nối với con chữ E. Như vậy cô đã hướng dẫn cho các em cách viết chữ R, rổ cá, Q, quả lê. Bây giờ các em hãy quan sát lại cách viết một lần nữa nhé. Các em vừa quan sát cách viết các chữ R, rổ cá, quờ, quả lê. Bây giờ hãy lấy bảng con của mình ra và viết cho cô một chữ R, một chữ rổ cá và một chữ quờ và một quả lê vào bảng con của mình nhé. Cô cho chúng ta cùng viết nhé. Cô đã viết xong rồi đấy, các em đã viết xong chưa nào? Bây giờ các em hãy lấy vở tập viết của mình ra và dở ra cho cô trang 14 và tô cho cô một dòng chữ quờ, một dòng quả lê, một dòng chữ r và một dòng rổ cá. Các em hãy cùng viết vào vở nào.
Các em viết xong rồi thì hãy đưa cho ba mẹ của mình và người thân của mình kiểm tra xem các em đã viết đúng, viết đẹp chứ nhé. Bài tiết học của cô hôm nay là hết rồi. Cô hy vọng các em sẽ luyện đọc rất tốt và luyện viết rất đẹp. Hẹn gặp lại các em trong các tiết học lần sau của cô nhé. Cô chào các em. Chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình. Cô là Nguyễn Thị Kim Vàng, giáo viên trường tiểu học số 1 Hương Văn, thị xã Hương Trà. Hôm nay, cô trò ta lại tiếp tục đồng hành trong chương trình tiếng Việt lớp 1, bộ sách Chân trời sáng tạo với chủ đề 5: Ở nhà. Để chuẩn bị cho tiết học ngày hôm nay, các em hãy đặt sách, vở và đồ dùng học tập của mình lên bàn nào. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu vào bài học. Các em hãy quan sát bức tranh sau và cho cô biết tranh vẽ gì. Qua quan sát tranh, các em sẽ thấy có một đầu bếp đang đưa lên một món ăn và bàn thờ đang cầm một cái nĩa, một cái thìa. Trên bàn có một cái dĩa. Và ở phía xa, các em sẽ thấy có một bụi mía. Từ những hình ảnh ấy, cô có những tiếng có liên quan, đó là đĩa, nĩa, thìa, mía. Các em hãy cho cô biết những tiếng vừa rồi có điểm gì giống nhau. Tất cả các tiếng vừa rồi đều giống nhau là đều có chúng vần ia. Và đó cũng chính là nội dung bài học ngày hôm nay mà cô muốn giới thiệu đến với các em. Bài 3, ia. Các em hãy cùng cô đọc lại tên bài. Bài 3, ia. Một lần nữa nào. Rất tốt. Bây giờ các em hãy quan sát lên màn hình. Cô có phần ia. Các em nghe cô phát âm. Ia. Ia. Các em hãy phát âm lại cùng cô. Ia. Khi phát âm bằng ia, các em lưu ý miệng của chúng ta mở rộng sang hai bên. Bây giờ các em nghe cô phát âm lại thật chậm. Ia. Ia. Khi các em nghe cô phát âm chậm, các em sẽ thấy rằng vần ia gồm có những âm nào? Đúng rồi, vần ia sẽ gồm có hai âm. Âm i đứng trước, âm a đứng sau. Bây giờ các em hãy đánh vần cùng cô. I, a, ia. Các em hãy đánh vần lại nào. I, a, ia. Thêm một lần nữa. Rất tốt. Sau khi các em đã có được vần ia, bây giờ muốn có tiếng mía, cô thêm ấm gì và thanh gì? Đúng rồi. Khi có vần ia, muốn có tiếng mía, cô thêm ấm mờ và thanh sắc. Các em hãy quan sát lên mô hình và đánh vần cùng cô. Mờ, ia, bia, sắc, mía. Các em hãy đánh vần lại một lần nữa nào. Mờ, ia, bia, sắc, mía. Thêm một lần nữa. Các em đọc tốt lắm. Bây giờ các em hãy tiếp tục quan sát lên màn hình. Cô có cây mía. Mía là một loài cây có rất nhiều nước. Nó có vị rất ngọt. Và vào mùa hè, chúng ta thường được uống nước mía từ loài cây này đấy. Cô có tiếng mía. Các em hãy đọc trơm. Mía. Thêm một lần nữa nào. Bây giờ chúng ta cũng đọc lại toàn bộ nội dung mà chúng ta vừa học. Ia, mờ, ia, mía, sắc, mía. Mía.
Các em hãy đọc lại một lần nữa. Thêm một lần nữa nào. Cô thấy là các em đọc rất là tốt. Bây giờ, để giúp cho các em viết được vần ia và tiếng Mỹ, cô mời các em sang hoạt động luyện viết. Các em hãy quan sát lên màn hình, cô có chữ ghi vần ia. Để viết được chữ ghi vần ia, các em viết con chữ i đứng trước, con chữ a đứng sau. Mỗi con chữ có độ cao 2 ô ly. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đường kẻ ngang số 2, viết con chữ i. Tại điểm dừng bút của con chữ i, chúng ta lia bút sang phải, viết con chữ a. Và viết dấu chấm trên đầu con chữ i. Để giúp các em hiểu rõ hơn cách viết, cô mời các em cùng quan sát. Vậy là cô đã hướng dẫn các em viết được chữ ia rồi. Bây giờ hãy quan sát thêm một lần nữa. Các em đã rõ cách viết chưa? Bây giờ các em hãy lấy bạn con ra, ngồi đúng tư thế mà các thầy cô đã hướng dẫn. Sau đó cùng cô viết chữ ghi vần ia. Các em lưu ý, khi viết các em phải ngồi đúng tư thế như các từ trước mà cô đã hướng dẫn. Sau khi viết xong, các em hãy chỉ tay vào bảng con, đọc to chữ mình vừa mới viết cho ba, mẹ và những người thân của mình nghe. Các em đọc nào. Ia. Sau khi viết được chữ ia, thì cô tin chắc rằng với chữ Mỹ các em sẽ viết rất là dễ dàng. Cô mời các em cùng quan sát lên màn hình. Trên màn hình cô có chữ Mỹ. Để viết chữ Mỹ, các em sẽ viết chữ M đứng trước, chữ ia đứng sau. Mỗi con chữ M, I, A đều có độ cao là 2 ô ly. Và các em lưu ý, khi viết dấu sắc, các em nhớ viết trên đầu con chữ I. Bây giờ, các em hãy theo dõi cô hướng dẫn cách viết chữ Mỹ. Để viết chữ Mỹ, các em hãy bắt đầu ở giữa đường kẻ ngang số 2 và số 3. Viết con chữ M cao 2 ô ly. Từ điểm dừng bút của con chữ M, các em viết tiếp con chữ I cao 2 ô ly. Và viết tiếp con chữ A cao 2 ô ly. Dấu chấm trên đầu con chữ I và dấu sắc. Để giúp các em viết đúng chữ Mỹ hơn, thì bây giờ cô mời các em cùng theo dõi cô hướng dẫn cách viết nào. Và để giúp các em viết đúng chữ Mỹ thật đều, thật đẹp, thì các em hãy cùng cô luyện viết vào bảng con.
Sau khi các em đã viết xong thì hãy lấy tay chỉ vào bảng con và đọc to chữ của mình vừa mới viết cho ba, mẹ và những người thân xung quanh của mình nghe nào. Hãy đọc cùng cô. Mía. Vậy là cô đã hướng dẫn các em viết rồi. Bây giờ để giúp các em viết các con chữ thật đều, thật đẹp thì các em hãy luyện viết vào bảng con nhiều lần. Sau khi các em đã luyện viết trên bảng con thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau mở vở tập viết trang 18. Viết cho cô tô một hàng chữ ghi vần ia. Viết một hàng chữ ghi vần ia. Viết một hàng chữ mía. Các em lưu ý, khi viết mình phải ngồi viết đúng tư thế và cầm bút đúng cách để chữ của mình thật đều và đẹp. Sau khi viết xong, các em hãy nhờ ba, mẹ và những người thân xung quanh mình và nhờ cô giáo của mình nhận xét bài viết của mình nhé. Và sau tiết học ngày hôm nay, các em sẽ hoàn thành bài viết này. Bây giờ, cô biết là các em đã cảm thấy mỏi rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ giải lao và nhún nhảy theo lời của một bài hát này nhé. Đã cảm thấy thoải mái hơn chưa? Vậy thì cô trò chúng ta cùng tiếp tục bài học ngày hôm nay nhé. Bây giờ các em hãy quan sát lên màn hình, đọc các âm mà chúng ta đã được học trong tuần vừa qua. Đó là tờ, thờ, nhờ, rờ, trờ. Và ngày hôm nay chúng ta vừa học thêm một vần mới, đó là vần ia. Các em hãy đọc lại nào. Bây giờ chúng ta hãy tìm các từ tiếng có chữ vần ia thông qua bài học ngày hôm nay. Cô mời các em quan sát lên màn hình và cho cô biết đây là cái gì? Đây là cái nĩa. Cái nĩa dùng để xiêng các loại thức ăn mà chúng ta không thể gấp hoặc múc được. Nó được làm bằng bạc, thép không rỉ hoặc nhựa hoặc cũng có thể làm bằng gỗ. Bây giờ các em hãy quan sát lên màn hình, cô có tiếng nĩa. Các em hãy đọc thầm tiếng nĩa nào. Hãy đọc to cùng cô. Nĩa. Trong tiếng nĩa có chữ vần gì mà chúng ta đang học? À đúng rồi, tiếng nĩa có chữ vần ia mà chúng ta đang học. Bây giờ các em hãy nói cho cô một câu có chữ tiếng nĩa. Cô có câu ví dụ như sau. Em dùng nĩa để xiên thức ăn. Bây giờ các em hãy quan sát bức tranh thứ hai. Đây là cái gì? À, đây là cây tỉa tô. Tỉa tô là một loại gia vị chúng ta có thể dùng để ăn hoặc có thể dùng để làm thuốc. Các em hãy đọc thầm tiếng cô có trên màn hình. Đọc to cùng cô. Tỉa tô. Trong từ tỉa tô, tiếng nào chữa vần mới mà chúng ta đang học? À, tiếng tỉa có chữa vần ia mà chúng ta đang học. Các em đọc lại nào. Tỉa tô. Hãy nói cho cô một câu có chữa từ tỉa tô. Cô có câu ví dụ như sau. Nhà em có cây tỉa tô. Các em có thể nói thêm những câu khác cho ba, mẹ hoặc những người thân xung quanh của mình nghe.
Bây giờ cô có hình ảnh thứ ba. Một món ăn rất hấp dẫn đúng không nào? Đây là món chả chia. Chả chia là một món ăn đặc sản của Thanh Hóa. Và món ăn này được làm từ thịt lợn. Nó gần giống như món nem lùi của Huế. Các em hãy quan sát lên màn hình, đọc thầm chữ của cô. Đọc to cùng cô nào. Chả chia. Ai cho cô biết trong từ chả chia tiếng nào có chữ vần chúng ta vừa học? À đúng rồi, tiếng chia có chữ vần ia mà chúng ta vừa học. Vậy bạn nào có thể đọc cho cô một câu có từ chả chia? À, chúng ta có thể đặt câu là em rất thích ăn chả chia. Bây giờ, ở bức tranh số 4, các em thấy con cá có đẹp không? À, con cá này rất đẹp. Nó có bộ vây rất là nhiều màu sắc sặc sỡ. Cá này được gọi là gì? Các em hãy đọc thầm từ của cô nào. Hãy đọc to cùng cô. Cá lia thia. À, cá lia thia là một loài cá rất đẹp. Nó thực dùng để làm cảnh và còn có tên gọi khác là cá xiêm hoặc là cá chòi. Về trong từ cá lia thia, tiếng nào chứa vần chúng ta vừa mới học? Đúng rồi, tiếng lia và tiếng thia đều có chứa vần ia mà chúng ta vừa học. Vậy các em hãy đặt cho cô một câu có chữ cả lia thia. Cô có câu sau. Em rất thích nuôi cả lia thia. Hoặc các em có thể đặt câu là cả lia thia rất đẹp. Và cô tin chắc rằng các em sẽ có rất nhiều câu hay hơn nữa. Vừa rồi các em đã đọc được các từ tiếng trong bài có chữ vần ia. Vậy các em có thể tìm được những từ tiếng ngoài bài có chữ vần ia nữa không? À, ở ngoài bài cũng có rất nhiều từ tiếng chữa vần ia. Ví dụ, cô có những từ tiếng sau: ria mép, bìa vở, khoai tía. Trong tất cả các từ này, từ ria mép, bìa vở, khoai tía đều có chữ vần ia. Và các em hãy cố gắng tìm thật là nhiều từ tiếng có chữ vần ia nữa nhé. Bây giờ, để giúp cho các em luyện đọc bài thật tốt hơn, cô mời các em luyện đọc bài đọc sau. Các em nghe cô đọc mẫu. Thỏ vẽ nho, mi và lu vẽ cả lia thia. Trong bài đọc này các em thấy sẽ có hai câu. Câu thứ nhất, thỏ vẽ nho. Câu thứ hai, mi và lu vẽ cả lia thia. Trong câu này, tiếng thỏ và tiếng mi được viết hoa bởi vì đứng ở đầu câu. Bên cạnh đó, tiếng mi và tiếng lu cũng được viết hoa bởi vì đó là tên riêng của bảng mi và bảng lu. Các em hãy quan sát trong bài đọc này và cho cô biết trong bài đọc tiếng nào có chứa vần ia mà chúng ta đang học. À, tiếng lia và tiếng thia đều có chứa vần ia mà chúng ta đang học. Các em hãy đánh vần và đọc trơn tiếng lia và tiếng thia nào. L ia lia, th ia thia, lia thia. Các em hãy đọc trơn lại một lần nữa. Lia thia. Trong bài đọc này gồm có hai câu, cho nên các em lưu ý khi đọc kết thúc câu thứ nhất, các em nhớ nghĩ dài hơi để chuyển đọc câu thứ hai.
Bây giờ các em hãy luyện đọc câu thứ nhất cùng cô nào. Thỏ vẽ nho. Các em hãy đọc lại. Một lần nữa. Chúng ta tiếp tục luyện đọc câu thứ hai. Mi và Lu vẽ cả lia thia. Cô mời các em đọc nào. Cô mời tất cả các em cùng đọc lại toàn bộ bài đọc. Các em hãy đọc lại cùng cô thêm một lần nữa. Thỏ vẽ nho. Mi và Lu vẽ cả lia thia. Trong bài đọc này, bạn nào cho cô biết thỏ vẽ gì? À, thỏ vẽ nho. Vậy Mi và Lu vẽ gì? Đúng rồi, Mi và Lu vẽ cả lia thia. Vậy ai vẽ nho? À, thỏ. Thỏ vẽ nho. Vậy ai vẽ cả lia thia? Đúng rồi, Mi và Lu vẽ cả lia thia. Sau khi các em trả lời được những câu hỏi của cô, chứng tỏ rằng các em đã hiểu được nội dung bài đọc này rồi đấy. Các em hãy luyện đọc thật nhiều lần bài đọc này cho ba, mẹ và những người thân xung quanh của mình nghe nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang một hoạt động mà các em rất là hứng thú. Hãy quan sát bức tranh sau và cho cô biết các bạn nhỏ đang làm gì? À, các bạn nhỏ đang chơi một trò chơi. Vậy trò chơi ấy có tên là gì? Các em hãy đọc thầm trên trò chơi nào. Các em hãy đọc to cùng cô. Thả đĩa ba ba. Trong câu thả đĩa ba ba, bạn nào cho cô biết tiếng nào có chữ vần mà chúng ta vừa mới học? À, tiếng đĩa có chữ vần ia mà chúng ta vừa mới học. Vậy trò chơi thả đĩa ba ba được chơi như thế nào? Cô mời các em cùng theo dõi nội dung bài hát. Và trong bài hát này, các bạn nhỏ của chúng ta đã chơi trò thả đĩa ba ba như thế nào?
Vừa rồi các em đã được nghe một bài hát Thả Đĩa Ba Ba. Trong bài hát ấy đã giới thiệu về trò chơi Thả Đĩa Ba Ba. Và bên cạnh đó còn có thêm một vài trò chơi dân gian khác nữa. Và sau này khi các em đến lớp, các thầy cô giáo sẽ tổ chức cho các em chơi những trò chơi này cùng với những người bạn trong lớp của mình. Thật vui nhé! Và bây giờ cô mời các em đọc lại nội dung bài đọc ngày hôm nay. Ia, ia, mờ, ia, mía, sắc, mía, mía, ia, mía. Tờ, thờ, nhờ, rờ, trờ, ia. Nghĩa, tỉa tô, chả chìa, cả lia thia. Thỏ vẽ nho, mi và lu vẽ cả lia thia. Thả đĩa ba ba. Vậy là trong tiết học ngày hôm nay, cô đã giới thiệu cho các em vần ia. Về nhà, các em hãy tiếp tục luyện đọc bài thật nhiều lần cho ba, mẹ và những người thân xung quanh của mình nghe. Hoàn thành vở tập viết, rồi nhờ ba, mẹ và thầy cô giáo của mình kiểm tra nhận xét bài của mình giúp cho mình nhé. Và các em đừng quên, hãy chuẩn bị tiếp bài học ngày hôm sau, đó là bài ua, ưa. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào và hẹn gặp lại tất cả các em. Kính chào quý vị phụ huynh cùng tất cả các em học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Hoàng Thị Thu Cúc, giáo viên đang giảng dạy tại trường tiểu học Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Cô rất vui khi lại được đồng hành cùng các em trong tiết toán ngày hôm nay. Để tiết học được hiệu quả, các em cần lưu ý những điều sau. Chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập. Ngồi học ngay ngắn ở nơi có đủ ánh sáng. Tập trung nghe cô giảng và thực hiện theo các yêu cầu của bài học. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu vào bài học. Trước khi vào bài mới, cô muốn chúng ta cùng tham gia một trò chơi. Trò chơi có tên mảnh ghép bí ẩn. Trên màn hình, các em thấy có 6 mảnh ghép. Tương ứng với mỗi mảnh ghép sẽ có một câu hỏi. Nhiệm vụ của các em là trả lời thật chính xác những câu hỏi này để chúng ta có thể đến với mảnh ghép cuối cùng, có một món quà được dành tặng cho các em. Các em đã hiểu rõ luật chơi chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu trò chơi nhé. Đầu tiên, cô trò chúng ta cùng đến với mảnh ghép số 1. Có bao nhiêu quả na? Các em hãy đếm cho cô có bao nhiêu quả na ở trong hình này nào. Chắc hẳn các em đều có đáp án rồi. Cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có tất cả 8 quả na. Chúng ta cùng đến với mảnh ghép số 2 nào. Điền dấu lớn, dấu bé hoặc dấu bằng thích hợp vào trong ô trống. Các em hãy suy nghĩ, chọn dấu thích hợp và chia sẻ kết quả cho bố mẹ của mình nghe nhé. Cùng kiểm tra kết quả với cô nào. 6 lớn hơn 3. Cô chúc mừng những bạn đã có đáp án đúng. Nào, chúng ta cùng đến với mảnh ghép số 3. Hình 6 có bao nhiêu hình tam giác? Các em hãy đếm có bao nhiêu hình tam giác ở trong hình này nào. Cùng kiểm tra kết quả với cô nào. 1, 2, 3. Như vậy, chúng ta có tất cả 3 hình tam giác. Các em đều có câu trả lời giống cô đúng không nào? Tiếp tục, chúng ta cùng đến với mảnh ghép số 4. Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Ở đây chúng ta có 3 số. Số 4, 8 và 5. Các em hãy xếp các số này theo thứ tự từ bé đến lớn cho người thân của mình nghe nào. Cùng kiểm tra đáp án với cô nhé. Các số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là 4, 5, 8. Cô chúc mừng những bạn đã có đáp án đúng. Nào, cùng đến với mảnh ghép số 5. Có bao nhiêu bông hoa? Các em hãy đếm số bông hoa có trong chậu hoa này nào.
Chắc hẳn các em đều có đáp án rồi, cùng kiểm tra với cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy có tất cả 10 bông hoa. Tiếp tục chúng ta cùng đến với mảnh ghép cuối cùng. Điền dấu lớn, dấu bé hoặc dấu bằng thích hợp vào trong ô trống. Nào, hãy suy nghĩ, chọn dấu thích hợp và chia sẻ kết quả cho bố mẹ của mình nhé. Cùng kiểm tra đáp án với cô nào. 5 bé hơn 8. Cô chúc mừng những bạn đã có đáp án đúng. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong 6 mảnh ghép. Và món quà mà cô dành tặng cho các em đó là một bài hát rất thú vị. Các em hãy lắng nghe bài hát này nhé. Hay là mình đem những chú echo đi nơi khác hát nào. 5 echo bé nhỏ mua hát cho sân, đem đi một echo ăn ta còn 4. 4 echo bé nhỏ ca vang vang, wow, đem đi một echo ăn ta còn 3. 3 chú chú echo cũng bơi bơi hoài, đem đi một echo ăn ta còn 2. 2 chú chú echo nhảy mua dưới nắng mai, đem đi một echo ta có 1 thôi. 5 trừ 1 là 4, bao nhiêu nữa đây? 4 trừ 1 là 3, à mình nhớ nhớ rồi. 3 trừ 1 là 2, là 2 nhé bạn. 2 trừ 1 là 1, tất tinh thật là vui. Vừa rồi các em đã được lắng nghe một bài hát rất thú vị. Vậy các em có biết trong bài hát có nhắc đến phép tính nào không? À, trong bài hát có nhắc đến hai phép tính, đó là phép tính cộng và phép tính trừ. Đó cũng chính là chủ đề mà các em sẽ cùng nhau học ngày hôm nay. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Quan sát bức tranh trên màn hình, chúng ta thấy các bạn nhỏ đang tham gia một buổi dạ ngoại thật thú vị phải không nào? Chúng mình cũng xem bạn Nam đang cầm những que kem. Trên tay phải của bạn Nam có 2 que kem. Tay trái của bạn Nam có 3 que kem. Vậy bạn có tất cả bao nhiêu que kem? Để có thể trả lời được câu hỏi này thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Làm quen với phép cộng, dấu cộng. Các em nhắc lại tên bài học cùng với cô nào. Làm quen với phép cộng, dấu cộng. Bây giờ chúng ta cùng vào bài mới. Đầu tiên, các em hãy quan sát bức tranh trên màn hình và cho cô biết tranh vẽ gì nào. À, tranh vẽ một bạn nam và một bạn nữ đang ném bóng vào rổ. Vậy, bạn nam ném bao nhiêu quả bóng màu xanh vào rổ? À, bạn nam ném 1, 2, 3, 3 quả bóng xanh vào rổ. Bạn nữ ném bao nhiêu quả bóng đỏ vào rổ? À, bạn nữ ném 1, 2, 2 quả bóng màu đỏ vào rổ. Vậy, trong rổ sẽ có tất cả bao nhiêu quả bóng? À, có 3 quả bóng màu xanh, có 2 quả bóng màu đỏ, trong rổ có tất cả 5 quả bóng. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn cho các em làm quen với phép cộng. Các em hãy lấy bộ que tính trong bộ đồ dùng học toán của mình, cùng thực hiện theo các yêu cầu với bạn nhỏ trong video của cô nhé. Các em đã sẵn sàng chưa? Nào, tay phải lấy cho cô 3 que tính. Tay trái lấy cho cô 2 que tính. Bây giờ gộp cả hai tay lại, các em xem có tất cả bao nhiêu que tính. Các em đều có câu trả lời rồi đúng không nào? Cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Tay phải có 3 que tính, tay trái có 2 que tính, cả hai tay có tất cả 5 que tính. Nhắc lại cùng cô nào. Tay phải có 3 que tính, tay trái có 2 que tính, cả hai tay có tất cả 5 que tính. Tiếp tục, các em hãy cùng thao tác với các chấm tròn ở trong bộ đồ dùng của mình. Nào,
lấy cho cô 3 chấm tròn màu xanh. Lấy cho cô 2 chấm tròn màu đỏ. Bây giờ các em hãy xem ở trước mặt của mình có tất cả bao nhiêu chấm tròn. Cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Có 3 chấm tròn màu xanh, có 2 chấm tròn màu đỏ, có tất cả 5 chấm tròn. Nhắc lại cùng cô nào. Có 3 chấm tròn màu xanh, có 2 chấm tròn màu đỏ, có tất cả 5 chấm tròn. Tương ứng cô có phép tính sau. 3 cộng 2 bằng 5. Các em đọc lại cùng cô nào. 3 cộng 2 bằng 5. Một lần nữa nào. 3 cộng 2 bằng 5. Đây chính là phép tính cộng. Và trong phép tính cô vừa giới thiệu với các em, đây là dấu cộng và đây là dấu bằng. Dấu bằng thì các em đã được tìm hiểu ở các bài học trước rồi, đúng không nào? Bài học ngày hôm nay cô sẽ giúp cho các em làm quen với dấu cộng. Đây là dấu cộng. Nhắc lại cùng cô nào. Dấu cộng. Dấu cộng. Dấu cộng gồm một nét sổ thẳng và một nét gạch ngang. Bây giờ các em hãy quan sát cô hướng dẫn cách viết dấu cộng. Viết một nét sổ thẳng, lia bút viết một nét gạch ngang ngắn, ta được dấu cộng. Nào, các em hãy lấy bảng con và cùng liền viết dấu cộng với cô nhé. Các em đều đã hoàn thành xong rồi đúng không nào? Sau khi viết xong, các em hãy nhờ bố mẹ kiểm tra xem mình đã viết đúng và đẹp chưa nhé. Như vậy vừa rồi, cô đã giúp cho các em làm quen với phép cộng và dấu cộng. Các em hãy tiếp tục quan sát hình ở trên. Và cho cô biết, có bao nhiêu quả xoài màu vàng? À, có 4 quả xoài màu vàng. Có bao nhiêu quả xoài màu xanh? À, có 1 quả xoài màu xanh. Vậy có tất cả bao nhiêu quả xoài? À, có 4 quả xoài màu vàng. Có 1 quả xoài màu xanh. Có tất cả 5 quả xoài. Các em hãy suy nghĩ và viết phép tính tương ứng vào bảng con của mình. Các em đã viết được chưa? Cùng kiểm tra phép tính với cô nào. Có 4 quả xoài màu vàng, có 1 quả xoài màu xanh, có tất cả 5 quả xoài. Cô có phép tính tương ứng sau. Cùng đọc phép tính này với cô nào. 4 cộng 1 bằng 5. Một lần nữa nào. 4 cộng 1 bằng 5. Như vậy, cô đã hướng dẫn cho các em làm quen với phép cộng và dấu cộng rồi đấy. Bây giờ chúng ta cùng sang phần luyện tập thực hành để có thể nắm chắc hơn kiến thức bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta cùng đến với bài 1. Bài 1, số. Nhắc lại tên yêu bài học với cô nào. Bài 1, số. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào trong các ô hỏi chấm còn thiếu ở mỗi phép tính. Các em hãy quan sát cô hướng dẫn phép tính đầu tiên. Có bao nhiêu quả bóng màu vàng? À, có 1, 2, 2 quả bóng màu vàng. Có bao nhiêu quả bóng màu xanh? À, có 1 quả bóng màu xanh. Vậy, có tất cả bao nhiêu quả bóng? À, có 2 quả bóng màu vàng. Có 1 quả bóng màu xanh. Có tất cả 3 quả bóng. Như vậy, chúng ta sẽ có phép tính tương ứng gì nào? À, chúng ta có phép tính 2 cộng 1 bằng 3. Như vậy, số cần điền vào trong ô trống ở phép tính này là số 3. Các em nhắc lại phép tính với cô nào. 2 cộng 1 bằng 3. 2 cộng 1 bằng
3. Tương tự như vậy, các em hãy quan sát hình các trái dứa và nếu số thích hợp, điền vào ô trống, sau đó hãy viết phép tính hoàn thiện vào trong bảng con của mình. Và nhờ bố mẹ kiểm tra xem mình đã viết đúng phép tính chưa nhé. Các em đã có câu trả lời chưa nào? Cùng kiểm tra kết quả với cô. Có bao nhiêu quả dứa màu xanh? À, có 1, 2. 2 quả dứa màu xanh. Có bao nhiêu quả dứa màu vàng? Có 1, 2. 2 quả dứa màu vàng. Vậy có tất cả bao nhiêu quả dứa? À, có 2 quả dứa màu xanh, có 2 quả dứa màu vàng, có tất cả 4 quả dứa. Như vậy, số cần điền vào trong phép tính này là số 4. Chúng mình cũng nhắc lại phép tính nào. 2 cộng 2 bằng 4. Một lần nữa nào. 2 cộng 2 bằng 4. Vừa rồi, cô trò chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập 1. Bây giờ chúng ta cùng đến với bài 2. Bài 2, chọn phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ. Các em hãy quan sát bức tranh trên màn hình và cho cô biết tranh vẽ gì nào. À, tranh vẽ một bạn nữ và một bạn nam. Trên tay của hai bạn đều có cầm những lá cờ. Và chúng ta còn thấy có hai phép tính nữa đấy. Các em hãy cùng đọc hai phép tính này với cô nào. 3 cộng 2. 3 cộng 1. Bây giờ chúng ta cùng quan sát hình bạn gái. Trên tay phải của bạn gái có bao nhiêu lá cờ? À, trên tay phải của bạn gái có 1, 2, 3. 3 lá cờ. Trên tay trái của bạn gái có bao nhiêu lá cờ? À, trên tay trái của bạn có 1, 2, 2 lá cờ. Vậy, để biết được cả hai tay của bạn có tất cả bao nhiêu lá cờ, ta làm phép tính gì? Các em hãy suy nghĩ và chọn phép tính thích hợp để nối với hình bạn gái nhé. Bây giờ, chúng ta tiếp tục quan sát với hình bạn nam. Trên tay phải của bạn nam có bao nhiêu lá cờ? À, chúng mình thấy tay phải của bạn nam có 1, 2, 3, 3 lá cờ. Vậy trên tay trái của bạn nam có bao nhiêu lá cờ? À, tay trái của bạn nam có 1 lá cờ. Vậy, để biết được cả hai tay của bạn có tất cả bao nhiêu lá cờ, ta làm phép tính gì? Các em hãy lựa chọn phép tính thích hợp để nối với hình của bạn nam. Nào, thời gian làm bài cho các em. Các em đã hoàn thành xong chưa nào? Cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Tay phải bạn nữ có 3 lá cờ. Tay trái bạn nữ có 2 lá cờ. Để biết được cả hai tay của bạn nữ có bao nhiêu lá cờ, ta làm phép tính cộng. Và phép tính cộng tương ứng là gì nào? À, lấy 3 cộng 2. Như vậy, ta sẽ nối phép tính 3 cộng 2 với hình của bạn nữ. Tiếp tục, chúng ta cùng đến với hình bạn nam. Tay phải của bạn nam có 3 lá cờ. Tay trái của bạn nam có 1 lá cờ. Vậy, để biết cả hai tay của bạn nam có bao nhiêu lá cờ, ta làm phép tính gì? À, ta làm phép tính cộng, lấy 3 cộng 1. Như vậy, phép tính tương ứng với hình bạn nam là 3 cộng 1. Chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 2 rồi đấy. Với bài tập 1 và bài tập 2, cô đã giúp cho các em ôn lại những kiến thức về phép cùng và dấu cùng ở đầu bài học. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau qua vào bài tập 3 với một hoạt động thú vị hơn, đó là hoạt động kể chuyện theo phép tính. Bài 3, xem tranh rồi tập kể chuyện theo phép tính đã cho. Các em quan sát trên màn hình, ở đây chúng ta có một phép tính. Các em cùng đọc phép tính này với cô nào. 2 cộng 3 bằng 5. 2 cộng 3 bằng 5. Để cho các em có thể dễ dàng tập kể chuyện theo tranh và phép tính vừa rồi, thì các em hãy lắng nghe những hướng dẫn của cô nhé. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết trong tranh có những nhân vật nào. À, chúng mình thấy trong tranh có bạn mèo và bạn chuột. Vậy hai bạn đang cầm trên tay cái gì nào? À,
cả hai bạn đều đang cầm những bông hoa. Bạn mèo cầm 2 bông hoa, bạn chuột cầm 3 bông hoa. Vậy các em có biết hai bạn dự định làm gì không? À, hai bạn đang định cắm những bông hoa này vào trong lọ hoa đấy. Và đấy là lọ hoa mà hai bạn đã cắm được. Các em hãy xem trong lọ hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa? À, trong lọ hoa có tất cả 5 bông hoa. Dựa theo những hướng dẫn của cô, các em hãy tập kể chuyện theo tranh và phải tính cho bố mình của nghe nhé. Nào, các em hãy kể chuyện cho bố mẹ của mình nghe để bố mẹ xem các em đã kể đúng chưa. Các em đã kể xong chưa nào? Bây giờ hãy thử lắng nghe câu chuyện của cô nhé. Mèo và chuột là đôi bạn thân. Hôm nay, mèo và chuột rủ nhau đem những bông hoa thật xinh đẹp để cắm vào lọ hoa trang trí cho lớp học của mình. Một mèo đem đến lớp 2 bông hoa, chuột đem đến lớp 3 bông hoa. Sau một lúc, hai bạn đã cắm được một bình hoa thật rực rỡ. Hai bạn nhảy múa vui mừng vì mình đã giúp cho lớp học được đẹp hơn. Hai bạn nói với nhau rằng, mèo nói, tớ cắm được 2 bông hoa vào lọ. Chuột cũng nói rằng, tớ cũng cắm được 3 bông hoa vào lọ. Vậy, mèo có biết trong lọ hoa của chúng ta có bao nhiêu bông hoa không? Mèo đáp, tớ cắm vào lọ 2 bông hoa, cậu cắm vào lọ 3 bông hoa, chúng mình có tất cả 5 bông hoa. Chuột đáp, đúng rồi, chúng mình có tất cả 5 bông hoa. Cô đã kể xong câu chuyện của mình rồi đấy. Với bài tập 3 ngày hôm nay, các em hãy tiếp tục luyện tập kể chuyện theo bức tranh và phép tính cho người thân của mình nghe. Các em thân mến, bài học ngày hôm nay cô đã giúp cho các em làm quen với phép cộng và dấu cộng. Trong thực tế cuộc sống của chúng ta có rất nhiều tình huống liên quan đến phép cộng. Chẳng hạn như nhà em có nuôi một bể cá, trong bể có 3 con cá màu vàng, có 1 con cá màu đỏ. Vậy trong bể có tất cả bao nhiêu con cá? Hãy vào dịp trung thu vừa rồi, em và chị gái được bố mẹ mua tặng những chiếc lồng đèn thật xinh đẹp. Em được có 2 lồng đèn hình ống sao. Chị có 2 lồng đèn hình con cá. Vậy cả hai chị em có tất cả bao nhiêu lồng đèn? Hoặc chẳng hạn như vào dịp cuối tuần, hai chị em cùng nhau làm bánh. Chị làm được 5 cái bánh hình tròn. Em làm được 4 cái bánh hình vuông. Vậy cả hai chị em đã làm được tất cả bao nhiêu cái bánh? Để có thể trả lời những câu hỏi này thì chúng ta phải sử dụng đến phép cộng đấy các em ạ. Ngoài những tình huống mà cô vừa nêu trên, còn có rất nhiều tình huống khác có liên quan đến phép tính cộng. Bài học ngày hôm nay, cô đã giúp cho các em làm quen với phép cộng, dấu cộng. Về nhà, các em hãy tiếp tục tìm hiểu những tình huống thực tế liên quan đến phép tính cộng và chia sẻ cho người thân của mình nghe nhé. Tiết học đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào các tiết học tiếp theo. Cô chào tạm biệt các em.